Kính thưa chị em, chúng ta vừa nghe đọc hai bài sách thánh. Bài thứ nhất trích trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica của Thánh Phaolô, và bài tin mừng trích trong tin mừng của Thánh Luca, nói về việc Đức Giêsu Kitô trở về Nazareth và vào trong hội đường để mà rao giảng. Ở đây chúng ta dừng lại một điểm là chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu sai sứ mạng của Chúa Giêsu là tới với những con người nghèo khổ, tới với những con người tất bạc, những con người bơ vơ bất vượng, sứ mạng của Ngài. Và sứ mạng đó trong lời Chúa ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng trao cho chúng ta là những người Kitô hữu. Đến nỗi hội thánh của chúng ta được gọi là hội thánh của những người nghèo, bởi vì sứ mạng này là sứ mạng được trao phó cho mỗi người Kitô hữu của chúng ta, để chúng ta tới với người nghèo. Chúng ta thấy mẹ Teresa Calcutta là một mẫu gương sống động về việc giúp đỡ người nghèo. Mẹ là mẫu gương để giúp đỡ những con người bơ vơ, những con người đau khổ, những con người bị bỏ rơi, đặc biệt là những người hấp hối bên các vỉa hè chẳng hạn như thế. Và mẹ trở thành mẫu gương cho mọi người. Mẹ đã bỏ tất cả sự yên ổn của mẹ để làm gì? Để mẹ dẫn thân lo những người nghèo. Và mẹ lập ra một tu hội nữ để chuyên lo cho những người nghèo. Và mẹ đã thu hút biết bao nhiêu người khác để tới giúp đỡ và chia sẻ cái sứ vụ của mẹ, của cái sứ vụ của tu hội của mẹ, đó là giúp đỡ những con người nghèo, giúp đỡ những con người đau khổ, giúp đỡ những con người bị bỏ rơi bên lề đường, những cụ già, những bà già, những người hấp hối bên vệ đường. Thì sứ vụ đó hội thánh, đặc biệt là Chúa Giêsu cũng đang trao cho chúng ta là mỗi người Kitô hữu, chúng ta phải tới với người nghèo. Nhưng thực tế anh chị em biết nhiều khi chúng ta làm lơ, chúng ta quên đi cái sứ mạng của chúng ta. Nhiều khi chúng ta vì chúng ta sợ ngại, chúng ta lo lắng, chúng ta tới với những người nghèo thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cảm thấy khó tới với họ, đặc biệt là tới với những người những người mà bẩn thỉu, lấm lét chẳng hạn như vậy, những người mà chúng ta thấy rằng họ bị bỏ rơi, rất là nghèo túng và bỏ rơi chỗ này chỗ kia, chúng ta rất ngại tới với họ. Và như thế ở trong tâm hồn của chúng ta sẽ nảy ra một cái thái độ dửng dưng đối với những người nghèo, và chúng ta chỉ muốn tới với những người nào cùng tầng lớp với chúng ta, những người nào chúng ta cảm thấy chúng ta có lợi hơn, tới với họ chúng ta có lợi, tới với họ chúng ta được họ nâng đỡ, họ giúp chúng ta thì chúng ta mới dễ tới với họ mà thôi. Thì chúng ta thấy rằng khi tới với người nghèo không phải là chuyện dễ để chúng ta tới với họ, để chúng ta giúp đỡ họ. Người nghèo ở đây có hai lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất đó là những người nghèo về mặt thể xác, những người nghèo không có gì ăn, những người nghèo mà họ phải bơ vơ, họ tìm sống từng ngày một, họ đi tìm sống từng bữa một chẳng hạn như thế. Những người nghèo đó là những người rất là đau khổ vì họ đã sống đời sống quá nghèo đi. Họ không có gì ăn, không có người nâng đỡ. Chúng ta phải tới với họ để chúng ta có thể chia sẻ với họ một chút gì đó, một miếng cơm, một lon gạo chẳng hạn. Thì chúng ta có thể chia sẻ với họ về mặt vật chất như thế. Nhưng còn đối với những người họ sống trong lãnh vực khác, đó là họ nghèo túng về mặt tâm hồn, họ bị đau khổ về mặt tâm hồn, họ thiếu vắng Chúa trong tâm hồn của họ, họ không được nghe lời của Chúa, chúng ta có bổn phận tới với họ để nâng đỡ họ, và chúng ta có bổn phận tới với họ để chúng ta nói lời Chúa cho họ và chúng ta đem Chúa cho họ. Như thế cuộc đời của chúng ta, thưa anh chị em, như giáo hội của chúng ta
vẫn nói giáo hội của chúng ta là giáo hội của những người nghèo. Người nghèo ở đây không có nghĩa là chỉ có những người nghèo về mặt vật chất mà thôi, nhưng người nghèo ở đây còn có nghĩa là những người nghèo về mặt tinh thần nữa, về mặt tâm hồn nữa. Cho nên chúng ta vâng lời Chúa và vâng lời giáo hội để chúng ta làm công việc, làm cái sứ mạng mà giáo hội và Chúa trao phó cho mỗi người trong chúng ta, đó là chúng ta tới với từng thành phần một, từng thành phần nghèo một, để rồi khi chúng ta tới với từng thành và những người nghèo như thế, chúng ta sẽ giúp đỡ họ, và như thế họ sẽ được an ủi và họ sẽ được nâng đỡ một cách đặc biệt. Vậy trong ngày thứ hai đầu tháng, trong ngày đầu tuần này, mỗi người chúng ta hãy cầu xin Chúa cho lời Chúa thâm nhập vào trong tâm hồn của chúng ta, để lời Chúa ngày hôm nay, Chúa Giêsu về quê hương của Ngài, Ngài đã làm những điều rất là đặc biệt, Ngài đã nói những điều rất là quý hóa, nhưng mà những người làng Nazareth đã không tin vào Ngài, đã không hiểu Ngài, và đã đánh giá rằng Ngài chỉ là con bác thượng mộc và con bà Maria và anh em của Ngài đang sống giữa quê hương của Ngài. Chính vì vậy họ không tin vào Ngài, đến nỗi họ đã đuổi Ngài ra khỏi hội đường. Và chúng ta thấy rằng họ muốn xô Ngài xuống khỏi vực sâu để Ngài chết, nhưng Ngài đã băng qua và đi. Chúng ta thấy đó là cái lời của Chúa cho chúng ta để chúng ta suy nghĩ suốt trong tuần này. Họ đối xử với Chúa như thế, còn chúng ta đối xử với Chúa như thế nào, thì chúng ta phải suy nghĩ, để rồi trong suốt một tuần lễ mới này, chúng ta suy nghĩ về điều mà chúng ta đọc lời của Chúa ngày hôm nay. Amen.